Xin chào tất cả mọi người. Và Hoa Rapper xin được phép thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Nhà Sao xin được chúc mừng năm mới tất cả mọi người. Tết đã tới, thay áo mới, ta chúc nhau cả một năm phơi phới. Tết đã sang, ta hát vang, chúc cho nhau thịnh vượng an khang. Và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong năm Tân Sửu này nha. Ngày hôm nay là mùng 2 Tết rồi, Gõ Cửa Nhà Sao vẫn đúng với lịch hẹn là 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media. Và không biết nghệ sĩ khách mời nào, ngôi nhà nào mà chúng ta chuẩn bị xong đất đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng chuyển kênh nha. Trong thời gian này chúng tôi sẽ đi mua quà cho nghệ sĩ để chúc mừng năm mới nào. Gõ Cửa Nhà Sao nè. Chúc mừng năm mới. Chào vô nhà nha. Vô nhà. Xong đất. Wow, nhà đẹp quá trời luôn. Rộng rãi. Hay là đẹp quá. Cái này là cái tủ lạnh, nhưng mà anh trưng bày rất là nhiều cái kỷ vật ở đây hen. Cái này là mấy cái cục hít mà anh mua mỗi lần anh đi du lịch đâu á thì anh mua anh cầm về. Trà đẹp quá, em phải bắt trước anh mới được. Em đi nhiều nơi lắm, đầm sen, suối tiên. Thôi vô nhà. Ông này em đẹp quá. Bao nhiêu năm gặp lại vẫn làm quá như vậy. Rồi mời em. Cái gì đây? Có quà cho anh đúng không? Quà Tết. Chúc mừng năm mới anh nha. Rồi. Dạ, chúc mừng năm mới thật là nhiều sức khỏe. Nói chung là lúc nào cũng giữ được phong độ như vậy nè. Bên cạnh đó là sẽ thành công với những dự án âm nhạc sắp tới của anh nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Thật ra là đầu quý khi mà đầu năm mọi người đến nhà chơi. Dạ, bởi vậy anh mở quà Tết này ra xem cái lời chúc của chương trình Gõ Cửa Nhà Sao dành tặng cho anh là gì nè. Rồi. Dạ, đây em cầm cho. Một. Còn nữa anh. Trà tí xô đỏ. 2. Đây. Trà hoa cúc. 3. Trà xanh thảo mộc. Trời ơi, cả năm uống trà luôn. Dạ. 4. Trà hoa đậu biếc. Và dạ, thêm cái mâm nữa. Đó. 4 loại trà này là hy vọng là cả năm anh lúc nào cũng thơm, cũng tươi, cũng mát. Bên cạnh đó, 4 là tượng trưng cho tươi, trà tươi. Vậy em uống trà gì đi pha cho em nè. Vậy ha, mình khai trương luôn đi anh. Dạ, xương xương đi, xương xương trà nào cũng được anh. Dạ. Rồi, cảm ơn trà đi em. Dạ. Rồi. Thôi mình không cũng có chuẩn bị gì nhiều ngày Tết, nhưng mà cũng có vài món đặc trưng thôi. Trời, vậy là cũng chỉnh chu lắm rồi đó. Ủa rồi bạn trẻ ngồi đó mình dễ nói chuyện không? Không sao đâu, bạn không làm cho bạn chỉ ngồi nghe thôi, bạn chỉ muốn lên TV chút xíu thôi mà. Dạ. Bạn nhà mình tên gì vậy? Ben. Ben. Ben ơi. Wow, Ben hiền kìa. Quá à. Chắc là nhờ Ben nghe nhiều nhạc opera, nhạc kinh phòng, nhạc nhẹ đúng không con? Con đi, con đi theo chú Bơ đi. Không đừng, con nghe nhạc rap xong là cái tính con nổi liền đó. Dạ, bạn Ben thì theo anh được mấy mùa rồi? 8 năm rồi em. 8 năm rồi đó. Có bạn Ben ở nhà anh cũng đỡ buồn hen. Đúng rồi, đi diễn về có nó ở nhà rồi tình cảm lắm. Ủa rồi mấy lần anh đi công tác xa, anh đi diễn nhiều ngày làm sao? Ai cho nó ăn? Có chị giúp việc của nhà anh chỉ qua ở chung với nó. Dạ, cũng may quá. Ủa vậy là anh chuyển qua căn hộ này được bao lâu rồi? Anh ở đây cũng được 4 năm rồi. Dạ. Em thấy ở bên ngoài anh trưng bày khá nhiều hình ảnh của gia đình, của người thân nữa nè. Thì không biết là anh có Tết này nè, rồi có mời mọi người về tề tụ ở đây không hay là anh về quê? Anh ở đây, tại vì cả năm mình cũng bận rồi. Nhất là dịp cuối năm mình đi diễn, mình chạy show liên tục, rất là hối hả. Chỉ có đến đâu khoảng gần giao thừa thì mới bắt đầu ngừng hát, bớt hát lại. Cho nên là Tết anh em gặp nhau uống ăn, nấu ăn rồi nói chuyện rồi làm những thứ mà cả năm mình chưa có làm được. Ồ, vui quá mà em thấy không gian này để tiếp đãi bạn bè là cũng cực kỳ hợp lý ha. Thực ra lý do mà ngày xưa mà anh phải chọn căn nhà lớn, lý do là bởi vì anh muốn có cái bếp lớn với lại có một cái bàn ăn lớn để mọi người có thể cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau ngồi nói chuyện. Hợp lý quá. Vậy những nghệ sĩ nào đã từng đến với ngôi nhà này của anh rồi? Cũng nhiều lắm, trời ơi, ngồi kể lại không nhớ nổi đâu. Ồ vậy hả? Cái sở thích là tụ tập bạn bè lắm á nghe. Tụ tập bạn bè là một, với lại nhiều khi mọi người qua tập hát nữa. Dạ. Nhắc bữa nay mới nhớ, bữa nay mùng 2 Tết. Bên cạnh đó là ngày 13 tháng 2 nữa, ngày mai Valentine rồi. Anh đã có một nửa còn lại để mình đi chơi Valentine chưa? Thông thường thì mọi người khi mà hỏi đến là Dũng đang có người yêu hay chưa thì Dũng sẽ không có trả lời. Cho nên là cái mà Dũng trả lời được là hiện tại Dũng hạnh phúc. Hạnh phúc rồi, chúc mừng anh. Chứ anh mà giấu nữa là chắc ngày mai em qua nhà anh nữa quá. Rình nè, rình ở dưới. Rình còn có cô nào lên không? Chích đích thiệt cô đó. Như vậy thì rõ ràng là cái cuộc sống của anh đã rất là viên mãn. Công việc,
cũng như là tình cảm và gia đình cũng vậy nữa. Nhưng mà đối với anh bây giờ thì anh đang mong ước năm Tân Sửu mình sẽ gặt hái được điều gì mới không? Cái ước đầu tiên chắc là không phải mình dũng ước mà ai cũng ước, đó là cuộc sống trở lại bình thường, để mọi người cảm thấy dễ dàng hơn, thuận lợi hơn, có thể là muốn đi đâu thì đi. Giống như Dũng là một người rất là mê du lịch, mà bị trói chân suốt cả năm nay rồi, cho nên là cũng muốn sớm được đi đây đi đó trở lại, được đi lưu diễn ở cái nước khác. Lâu rồi cũng không được hát cho kiều bào mình nghe. Còn về sự nghiệp thì cái dự án The Songbook mùa 2 của Dũng cũng đang diễn ra, đi cũng gần nửa đường rồi. Thì mong là mọi người tiếp tục ủng hộ cho dự án này để Dũng có thêm cái cảm hứng, cái động lực để mình thực hiện dự án mùa 3 của The Songbook. Wow, nói tới Songbook thì thật sự đây là một trong những dự án mà gây tiếng vang lớn của anh Hồ Trung Dũng. Bởi vì hiếm khi có ca sĩ nào chịu khó đầu tư đường dài cho một dự án. Là từ năm 2019, cái Songbook mùa 1 đã được rất nhiều tình cảm của mọi người. 16 số, mùa 2 này là 20 số. 20 số mà xương xương là 20 cái MV đúng không anh? Đúng rồi. Trời ơi, rồi đầu tư dữ vậy. Tại vì đến giờ phút này sau khi đi hát cũng được 11 năm rồi, thì Dũng nhận ra là bây giờ mình làm đầu tiên là cho mình sướng, cho sướng. Mình cảm thấy đúng. Hạnh phúc với lại cái mình đang làm. Hay quá anh. Và cái thứ nhì nữa là cho những người mà thật sự yêu thương mình, họ cũng có được cái động lực. Trời ơi, gì em được như anh luôn á. Tại vì một người nghệ sĩ thích những gì mình làm và làm những gì mình thích, đó là cái sự tự do, sự sáng tạo của một nghệ sĩ. Fly me to the moon and let me play among the stars. Có bao giờ anh sẽ suy nghĩ rằng là mình sẽ theo cái xu hướng phát triển của âm nhạc hiện đại, như là bây giờ cái thời này là đang cái thời của EDM, của rap, là của dòng nhạc trẻ nó sôi động hơn. Anh là không thể nào mà cạnh tranh lại được với lại Hoàng rapper rồi. Nhìn Hoàng rapper rất là đầy năng lượng, nói không ngừng. Thì em mua vui cho mọi người mà. Nói giỡn chứ thực sự là Dũng không có cái khiếu trong cái việc nói, mà nhất là nói nhanh hoặc là rap này kia. Dũng hoàn toàn không có khiếu. Vậy mình kết hợp đi anh. Cái này được nha, bữa nào anh em mình bày cái cách nào đó thể hiện anh thích những cái gì mà nó giao qua, nó gặp nhau. Nhiều thứ mọi người tưởng là không có hợp tác với nhau được, không có kết hợp với nhau được, nhưng mình vẫn có thể làm được. Thì đây là một cái gợi ý rất là hay. Chắc là năm nay em nghĩ sở trường anh dư sức làm được điều đó. Rất là nhiều ca sĩ bây giờ đang cố gắng kết hợp giữa giao hưởng với lại rap, hay là dân ca cùng với EDM, tạo nên cái nét mới và sự tò mò cho khán giả. Mà anh Dũng chắc chắn sẽ là một trong những người đi tiên phong. Và cái Songbook của anh nó sẽ càng dài ra như một cuốn nhật ký vậy đó. Năm nay thì anh đang tính một cái dự án bù ba là sẽ viết nhạc của anh. Mong anh là thành công. Với ngôi nhà này, anh cảm thấy ưng ý cái góc nào nhất anh? Góc nào cũng ưng thì làm sao? Em cũng vậy á. Chắc cho em qua đây chơi. Thực ra là chủ trương của anh là không đi kiếm sự hoàn hảo. Nhà anh ở mà. Anh thích cái gì đó nó hơi đối lập nhau, nó hơi không hoàn hảo, nó hơi vụng về chút xíu. Nhưng hai anh em mình cũng đối lập. Không có, mình đúng chứ, mình là một cái đào, một cái mai. Đúng không? Dạ. Cho nên góc nào anh cũng có những cái kỷ niệm của mình hết. Vậy anh mua chú trâu này dịp nào? Có phải anh có ý mua để chúc mừng năm Tân Sửu không? Con trâu này là anh mua hồi đi du lịch Hồng Kông. Hồng Kông? Hồng Kông ở khu... Bình Hồng Chợ Lớn. Bình Hồng Chợ Lớn. Khu Soho. Khu Soho. Cung mặt trời của anh là con Hiên Mã, nhưng mà cung mặt trăng của anh là con Taurus. Con Kim Ngưu. Kim Ngưu đây. Đa Kim Ngưu. Dạ. Đó. À, mua cho nó đúng. Đúng y như là cái kiểu tính của anh á. Dạ. Là sẽ không có nói nhiều, mà sẽ lầm bầm bước đi con đường của mình, cứ thế mà đi. Dạ. Yeah. Nhưng mà rất là lì. Lì đòn đúng không? Rất là lì. Xét về độ lì đòn thì mọi người cũng thấy là anh Hồ Trung Dũng là một người đàn ông rất là nam tính. Nhưng mà chưa ít khi nào mà nghe anh chia sẻ về những cái tác động mà giúp cho mình càng ngày càng bản lĩnh hơn. Trên thế giới có một bài mà những gì mà không có làm cho bạn chết đi, không quật bạn ngã được thì làm bạn mạnh mẽ hơn. Dạ, thì đúng rồi đó. Anh rất là tin vào cái câu đó. Dạ. Anh nghĩ là mình là người cũng không biết là may mắn hay là không may mắn, mình cũng trải qua khá là nhiều thứ. Yeah. Mất mát trong cuộc sống cũng có, những cái khó khăn về tâm lý, về tài chính rồi này kia cũng có. Yeah. Và những điều đó nó làm cho mình mạnh hơn. Yeah. Và anh hay quan sát chính mình.
quan sát chính mình, mặt tốt mặt xấu của mình, và mình ý thức được tất cả mọi điều đó, và mình cũng chấp nhận yêu thương mình hơn với cả mặt xấu của mình. Cho nên ý thức được mặt cái mạnh của mình và cái yếu của mình thì nó làm cho mình vững với những quyết định của mình đưa ra hơn. Quá hay. Đó chính là một trong những phương châm sống khiến cho chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo và biết mình là ai, ở đâu, như thế nào. Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng mà. Tính của anh Dũng cũng ít khi nào mà thích chia sẻ mấy cái chuyện mà ổng vui hay là than thở gì lắm. Nhưng mà thôi, em hy vọng là anh cũng chia sẻ nhiều hơn. Bạn bè thì chắc là trong giới anh em cũng biết, có thể mọi người sẽ cảm giác là Dũng hơi khép kín một chút xíu. Dạ. Không có giao lưu nhiều với quá nhiều người. Nhưng mà anh dùng rất là nhiều thời gian và năng lượng của mình cho những người thân gần của mình. Dạ. Có nghĩa là anh chỉ có nhóm bạn, nó không có quá đông. Dạ. Nhưng mà tất cả mọi người đều rất là thân, và họ là gia đình của anh. Dạ. Cho nên là đó là cái nơi mà anh quay về, nơi mà anh được truyền cảm hứng, được truyền năng lượng của mình khi mà anh bị đau mút chẳng hạn. Tại vì trong nghề đau mút nhiều lắm. Dạ, đúng không? Mà nhất bây giờ nữa, em thấy là trend thì mỗi năm mỗi khác đó, đúng không? Từ EDM qua bolero rồi xong rồi qua rap, thì đó là chuyện rất là hiển nhiên. Làm nghệ thuật mà, em nói là chúng ta cũng phải để ý đến cái trend, xu hướng rồi khán giả thì cũng sẽ người này người khác. Dạ. Thì mình phải học cách là mỗi lần mà mình nghe và mình bị ảnh hưởng tinh thần thì mình phải biết điều tiết nó lại. Dạ. Thì khi mà xã hội nó thay đổi bây giờ, nó nhanh hơn ngày xưa nhiều lắm. Anh còn nhớ 11 năm trước khi anh bước vào thì chu kỳ thay đổi 3-4 năm mới một lần, 2-3 năm mới một lần. Còn bây giờ nhiều khi 1-2 lần, đúng không? Thì những điều đó nó làm cho người nghệ sĩ cũng bị trông chênh nhiều. Như vậy là dù có thử thách ra sao thì anh Hồ Trung Dũng luôn biết cách chủ động lựa chọn. Nói biết cách thì nó cũng hơi quá, cũng như là mọi người chỉ nghe Dũng kể khi mà Dũng đã tỉnh táo rồi, đã vượt qua rồi. Còn cái giai đoạn mà giữa chừng đó thì ai cũng phải có giữa chừng, phải ngồi suy nghĩ, phải ngồi lắng động lại, nhiều bị tuột mood, bị cảm thấy hơi buồn, có hết. Vậy cái lúc nào anh làm những điều điên rồ nhất không? Như em á, nhiều lúc điên là ở nhà em quýnh vô gối. Cái mà cách anh làm khi mà anh điên là anh sẽ gặp bạn bè, anh xã bạn của anh thì biết tính của anh lắm rồi. Ví dụ anh điên, anh la lối, không có ai bực bội gì hết. Đó là một. Và cách thứ hai mà anh để anh biến cái xấu thành cái tốt, năng lượng sang năng lượng tốt, đó là ngồi xuống viết nhạc, ngồi xuống chơi nhạc. Anh cảm giác là nhiều khi rất là bế tắc, liều thuốc tinh thần đó, nhưng mà tự nhiên mình ngồi xuống mình đàn 2-3-4 tiếng đồng hồ. Không những mình không còn bế tắc mà mình tự nhiên mình cảm thấy là mình tích cực hẳn lên, và trong cái lúc mà mình ngồi chơi đàn đó, nhiều khi còn những bài hát rất là hay xuất hiện nữa. Hợp lý anh. Em chỉ cho anh cách thứ ba nữa. Cái gì? Điên quá, mở cửa ra, đứng ngoài này la la. Dân cư này khó lắm. Ủa vậy hả? Vậy có bao giờ anh rớt nước mắt chưa? Nhiều luôn. Anh chưa bao giờ định nghĩa rằng là người đàn ông hay là nam tính là đồng nghĩa với việc là giấu cảm xúc và không khóc nha. Anh lại nghĩ ngược lại, là một người mạnh mẽ là một người dám cho người thấy cái mặt yếu của mình. Dĩ nhiên là anh sẽ không có lên TV để ngồi khóc lóc kể lể suốt ngày. Đúng, chưa bao giờ em thấy. Nhưng mà anh cũng còn nhớ là năm cách đây 2 năm, anh từng khóc một lần đầu tiên vào duy nhất trên TV. Anh còn nhớ là anh đang ngồi rất là bình thường, tỉnh táo, vui vẻ, ngồi nói chuyện với cô Ý Lan này kia, xong rồi tự nhiên cái cô thí sinh bước ra. Cô hát đúng cái bài hát mà má anh ngày xưa hát. Rồi cô mặc đúng áo dài kiểu mà ngày xưa má anh mặc, và tóc tém tém vui nè, giống ốp vui nè. Tự nhiên cái anh khóc, mà hên quá lúc đó là đèn tắt rồi, đèn khảo tắt rồi, để tập trung focus vô thí sinh thôi. Nhưng mà ai ngờ là chương trình cũng tinh tế lắm. Quan sát liền, tình ý bắt liền. Bắt liền, bước ra một cái nói MC chụp ông Dũng liền, hỏi ổng. Thì cái mồi mà đang muốn khóc mà đang cố nín mà còn hỏi là bắt đầu nó tuôn ra rồi, cổ cũng khóc rồi, hai bên cùng khóc rồi, anh lên sân khấu ôm nhau đứng khóc trời ơi. Và mọi người đều rất đồng cảm với những giọt nước mắt rất là đáng trân quý đó của anh. Cảm ơn anh ngày hôm nay. Trời ơi, đó, em đã từng tham gia nhiều chương trình với anh á, mà hiếm khi nào bữa nay em được hỏi nhiều vậy luôn á. Nên thôi, và đáp lại tấm chân tình đó của anh, sự cởi mở đó của anh, em xin được phép lì xì năm mới cho anh. Wow, có lì xì, trời ơi, lớn tuổi rồi nhưng mà có lì xì. Không phải lì xì nữa, mà em nói lại là em mừng tuổi anh đi. Trời ơi, quan trọng gì lì xì mừng tuổi. Anh mà. Có cái bao lì xì là anh vui rồi, không cần quan trọng chữ gì hết trơn. lập may mắn nha anh. Đây. Ghê chưa? Trời ơi, anh không có ngờ là hàng rapper biết ảo thuật luôn. Ghê không? Thưa anh, đây là 8 bao. 8 là con số rất may mắn. Rồi, em nhường anh bóc lượt một. Lượt một cái nha. Ok, em bóc cái nha. Rồi.
Rồi giờ làm cái gì? Lấy ra tiên chủ hộ khách. Dạ, xin mời anh Diễu. Anh đọc đi ạ. Hãy thể hiện bài hát xuân mà bạn yêu thích nhất bằng tiếng Đức. Tiếng Đức. Nói đến tiếng ngoại ngữ thì là chuyện nhỏ với anh Dũng thôi. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Được chưa? Nữa đi anh, gì đâu, cái vơ, chưa hết cái vơ một nữa. Đang phê. Ok, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Ủa, bài này bài, bài Hello Việt Nam hả? Lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đến, đọc xe trên phố, đọc xóa vầy. À, lời tỏ tình của mùa xuân. À, hay quá. Cảm ơn anh. Anh đã vượt qua được thử thách. Em làm gì? Hay. Không được, cái này mang giang không được. À, em biết đâu, em bóc chạy mà. Rồi, không, em chọn trước rồi. Anh chọn trước mà, đó, bây giờ. Tiền thì vô em mà là chuyện khó là vô anh là sao? Anh thui thôi, trời em mặn kim mà, trúng tiền là được 10 ngàn rồi. Em không nhìn hả? Em không nhìn gì hết trơn á. Rồi, anh chọn đi. Anh chọn một cái đi. Chọn chưa? Rồi. Chắc chưa? Em nên chọn nha. Chọn cái này đi. Ê, khoan. Cứng cứng vậy? Cứng. Em lấy cái này. À, bấu đi. 50 ngàn. Rồi. Em nghĩ là em sẽ có thẻ ATM. ATM. Đúng nó còn gì nữa. Đúng nó cái gì nữa, trời ơi. Cái gì vậy? ATM thao mà kè anh ơi, cà thoải mái rồi. Thẻ tín dụng thẻ. Thẻ sinh viên. đi xe buýt được giảm tiền hả? Trời. Tự nhiên không đầu năm bốc đi thị thẻ sinh viên. Lại tiếp đi anh. Đây em cái nữa thôi đổi. Chơi đổi nè. Chơi cho anh rồi. Anh được gì? Tiền. Trời đất ơi, thiệt á, sao mà hên vậy ta, số 5 hên người ta. Cái này anh nhắm mắt, cái này anh phải nhắm mắt. Hey, bốc ra nè. Chúc mừng năm mới bằng 5 ngôn ngữ khác nhau. Ben, giúp bàn tiếng rồi con. Chúc mừng năm mới bằng 5 thứ tiếng. Cung chúc tân xuân ghê thiệt. Bây giờ mình qua tới tiếng Trung luôn. Quả dữ, tiếng Hoa luôn hả? Xin nền khoai lơ. Ghê nha. Đúng. Là chúc mừng năm mới đó. Ok. Hợp lý. Happy New Year. Đúng rồi. Glückliches Neues Jahr. Glückliches Neues Jahr. Tiếng Đức. Đức. Em nghe nước vậy em tưởng nước là xong rồi. Wow nữa là tiếng của anh. Ôi. Bốn cái hả? Thêm cái nữa đi anh. Thôi giờ tiếng Pháp. Anh không biết tiếng Pháp nhưng mà anh nhớ nó viết gì đó. Có gì mà bon là đẹp. Mà như là bon année hay gì đó. Không, anh đọc chính xác chứ bao nhiêu. Sao chính xác được? Anh biết coi tiếng Pháp mà. Là gì? Anh đọc chính xác nè. Bon année. Được rồi. Trời ơi, năm ngôn ngữ luôn giỏi quá. Đây nè, tới cái bao của em. Của em nè, rồi. Hey, trời ơi. Anh thấy không có được hết. Bao nhiêu cái gì mà lợi lộc là vô tay của MC hết. Còn bao nhiêu thách thức rồi cái gì mà hành hạ là vô tay khách mời hết. Hay quá. Cái này của em nha. Lấy luôn thẻ sinh viên. À, vui quá mọi người ơi. Rõ ràng là mùng 2 Tết được xong đất nhà anh Hồ Trung Dũng. Cũng là một trong những cái vinh dự của em. Và cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cảm ơn em. Và mong anh lúc nào cũng trẻ khỏe vậy hoài nha. Và mong rằng quý vị khán giả năm mới cũng sẽ luôn yêu thương và đồng hành cùng với Gõ Cửa Nhà Sao nha quý vị. Và bây giờ sẽ là lời chúc mừng đầu năm của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Mời anh. Đầu tiên là cảm ơn em đã đến cùng với anh. Dạ. Để mang một không khí rất là dễ thương, rất là vui tươi cho ngày mùng 2 Tết. Và Dũng hy vọng là quý vị cũng đang đón Tết thật là đầm ấm và hạnh phúc bên người thân của mình. Năm mới ai cũng thật nhiều sức khỏe, ai cũng may mắn. Và quan trọng nhất là trong lòng chúng ta cảm thấy luôn là bình an và hạnh phúc. Cảm ơn anh Dũng. Và mong rằng quý vị sẽ luôn giữ được thật là nhiều năng lượng, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, may mắn trong năm mới này, năm Tân Sửu 2021. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ rất là quen thuộc 19 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh HTV7. Gõ Cửa Nhà Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media. Xin được phép chào tạm biệt và chúc mừng năm mới.
Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân.